Kính chào các đồng chí, chào các bạn. Chương trình quốc phòng toàn dân kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị phóng sự học kỳ quân sự, môi trường rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ. Trước hết, mời quý vị xem phần tin tức quốc phòng trong tỉnh. Huyện Càng Long vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Đợt diễn tập diễn ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Với các vấn đề huấn luyện như chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương từ thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Lực lượng công an chủ trì giải tán biểu tình bạo loạn, lực lượng quân sự chủ trì phối hợp với các lực lượng, các ban ngành đoàn thể thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật giới nghiêm. Trong giai đoạn này, Ban Thường vụ Huyện ủy họp quán triệt mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên, ra chỉ thị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và các cuộc họp của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương lên trạng thái thời chiến. Giai đoạn này, Thường trực Huyện ủy hội ý nghe công an quân sự báo cáo tình hình và xác định một số chủ trương biện pháp lãnh đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy họp ra chỉ thị lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, điều chỉnh quyết tâm kế hoạch tác chiến phòng thủ. Các phòng ban ngành đoàn thể nhận các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch của ngành, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ, thông qua phê duyệt kế hoạch cho cấp dưới. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ, chuẩn bị đánh địch quả lực trực tiếp, triển khai đội hình tiến công, đánh địch đổ bộ đường không vào khu vực phòng thủ huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy họp quán triệt mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên, ra chỉ thị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đợt diễn tập nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý điều hành của chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương khi có tình huống, nâng cao trình độ khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, cũng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, phát huy vai trò trong công tác tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và xử trí các tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Qua diễn tập, giúp địa phương điều chỉnh bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2022, Hội đồng Quân dân Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội đồng Quân sự nhiệm kỳ 2022-2025. Dự đại hội có trên 70 cán bộ chiến sĩ ở các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quân sự Phòng Tham mưu đã phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, tích cực giúp đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Công tác bảo đảm hậu cần đời sống đạt hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ luôn ổn định tư tưởng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Hội đồng Quân sự đã tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch của Tư lệnh Quân khu và của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 76,5% khá giỏi. Tham mưu tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, hội thao tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp cho lực lượng dân quân tự vệ, hội thao thể dục thể thao, kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối, và tham gia hội thi hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn của cấp trên. Kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, có 13,72% thí sinh trúng tuyển vào các trường. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Phối hợp xây dựng 100% xã phường thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh. Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết quy định của đảng các cấp về công tác quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ hàng năm, kịp thời cụ thể hóa thành chương trình hành động của Hội đồng Quân nhân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan,
đồng thời tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội. Cán bộ an tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết chỉ thị kế hoạch của Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, quân số tham gia 98,5%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 77,1% khá giỏi, chủ động thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp của tình hình và vấn đề dư luận xã hội quan tâm, không để những tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu xâm nhập vào cơ quan đơn vị, qua đó xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tổ chức phát động thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích, nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị. Qua đó đã đề nghị khen thưởng cho 28 tập thể và 247 cá nhân đúng thủ tục, nguyên tắc, quy trình. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, Thượng tá Trần Văn Công, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2022-2025. Thưa các đồng chí và các bạn, đến Đại đội Thiết giáp thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đúng vào ngày kỹ thuật, ngày thứ 6 hàng tuần, chúng tôi được chứng kiến sự tỉ mỉ, cẩn trọng của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng đồng bộ hệ thống xe thiết giáp và các phương tiện kỹ thuật. Chiến sĩ chú tâm bảo dưỡng, kiểm tra, vận hành các phương tiện để kịp thời phát hiện và khắc phục sửa chữa các chi tiết bị lỗi, bị hỏng, đảm bảo hệ số kỹ thuật, tất cả các trang bị, phương tiện luôn trong trạng thái tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng đơn vị tổ chức chạy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ xe trong biên chế và duy trì nền nếp ngày kỹ thuật hàng tuần. Thông qua công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã nâng cao hiểu biết, nắm chắc về trang thiết bị, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng vận hành, huấn luyện chiến đấu. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Đại đội thường xuyên phát huy tính sáng tạo của cán bộ chiến sĩ để có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật và mô hình học cụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí và công sức lao động trong công tác bảo quản, sửa chữa phương tiện, vũ khí trang bị. Từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao, sinh hoạt, học tập, huấn luyện, rèn luyện theo đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp trên. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tích cực tham gia ứng phó với những tình huống đột xuất khi có yêu cầu, như phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với những nỗ lực không ngừng. Đại đội thiết giáp phòng tham mưu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, phương tiện luôn bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Trình độ kỹ chiến thuật và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ đơn vị không ngừng được nâng cao, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Thưa quý vị, dù trời nắng nóng và những cơn mưa bất chợt của những ngày giữa tháng 9 không làm giảm đi ý chí khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành nhằm chuẩn bị để tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh năm 2022. Tham gia tranh tài ở các nội dung duyệt đội ngũ, đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không, thực hành xử lý tình huống khi có gây rối bạo loạn cấp trung đội, tiểu đội dân quân cơ động, bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000m. Đồng diễn võ thể dục tay không là nội dung thi đánh giá tác phong chỉ huy, chất lượng huấn luyện thể lực của trung đội trưởng và khả năng hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đồng thời làm cơ sở để rèn luyện sức khỏe, ý chí và bản lĩnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi đẫm quân phục, sau khẩu lệnh triển khai đội hình của chỉ huy, từng tư thế động tác võ thể dục tay không mạnh mẽ đều tăm tắp của các chiến sĩ dân quân cơ động, làm cho không khí thao trường trở nên sôi động. Thượng tá Nguyễn Văn Truyền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cho biết, nhằm chuẩn bị tốt cho tham gia hội thao cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tuyển chọn lực lượng mạnh nhất tham gia, phân công cán bộ huấn luyện, đồng thời chuẩn bị tốt mô hình học cụ, tổ chức luyện tập bài bản. Các chiến sĩ đều khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập,
Qua thời gian huấn luyện, đến nay tất cả đều quyết tâm tham gia với mong muốn hoàn thành các nội dung để đạt thành tích cao nhất. Được biết hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2022. Thưa các đồng chí và các bạn, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các trường đại học cao đẳng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiều sinh viên hào hứng chia sẻ rằng học kỳ quân sự không chỉ giúp bản thân tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, ý chí kiên cường mà còn giúp các em có được những trải nghiệm quý giá của tuổi thanh xuân, của quãng đời sinh viên tươi đẹp. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng nhà nước ta chủ trương tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, đặc biệt là học sinh sinh viên. Qua đó trực tiếp góp phần hung đúc bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Vì lẽ đó, giáo dục quốc phòng an ninh từ lâu đã là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đại học, hình thành nên một học kỳ quân sự vô cùng ý nghĩa, mà ở đó sinh viên không chỉ nắm được những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, nhận thức rõ hơn về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mà còn được tôi luyện những kỹ năng phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự cần thiết khi có tình huống xảy ra, hình thành và phát triển nhân cách toàn diện, tự giác sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay, đây là một cái lực lượng năng động, có đủ sức khỏe, đủ trình độ, làm chủ về khoa học kỹ thuật công nghệ, là chủ nhân tương lai đất nước. Thì với mục tiêu là giáo dục toàn diện cho các em, rèn luyện cho các em về bản lĩnh chính trị cũng như là tu dưỡng về phẩm chất đạo đức thông qua những giờ học lý luận trên giảng đường, để cho các em nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực chống phá Đảng và nhà nước ta. Và bên cạnh đó thì những giờ học thực hành cũng giới thiệu cho các em về các loại vũ khí bộ binh cũng như là kỹ chiến thuật để các em vận dụng vào khi mà địch xâm lược. Mặt khác thì giáo dục cho các em về tác phong quân sự, những cái nếp sống trong quân đội để rèn luyện bản lĩnh cho các em. Và bên cạnh đó thì cũng là nâng cao về nhận thức bản lĩnh chính trị cho các em, nó để đáp ứng nhu cầu hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Trà Vinh hiện là một trong ba trung tâm được phân luồng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, trung tâm tiếp nhận hàng ngàn lượt sinh viên từ các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh theo học. Tại đây, các em sinh viên được tạo mọi điều kiện để có một học kỳ quân sự trọn vẹn với những nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy kiến thức quốc phòng an ninh phù hợp với từng ngành học, bám sát với sự phát triển của thực tiễn. Từ đó giúp học sinh sinh viên hăng say học tập, bộc lộ tài năng quân sự, làm cơ sở phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng lực lượng vũ trang. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì có 3 cái trung tâm lớn. Bên cạnh đó thì trung tâm giáo dục quốc phòng là một trong những 3 trung tâm đó. Một là trung tâm của Đại học Cần Thơ, 2 là trung tâm giáo dục quốc phòng của trường quân sự quân khu 9, 3 là trung tâm giáo dục quốc phòng của trường Đại học Trà Vinh. Thì chức năng của nhiệm vụ của trung tâm thì được Bộ Dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phân luồng cho trung tâm dạy 11 trường, bao gồm ở tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh. Lưu lượng hàng năm đối với trung tâm giáo dục quốc phòng đào tạo là khoảng từ 6.000 đến 8.000 sinh viên trên một năm. Có thể nói rằng học kỳ quân sự đem lại cho sinh viên những kiến thức quốc phòng an ninh vô cùng hữu ích. Đó không chỉ là lý thuyết về những câu chuyện lịch sử dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, mà bên cạnh đó những giờ học thực hành sẽ trang bị cho các em hiểu biết và kỹ năng về đội ngũ, đội hình, các kỹ thuật sơ cứu vết thương, cũng như các chiến thuật cùng một số loại vũ khí, khí tài. Thông qua đó có thể biết cách phân biệt sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi kẻ thù sử dụng vũ khí tấn công. Trong thời gian học môn giáo dục quốc phòng thì em thấy là môn này có hai nội dung cơ bản là kiến thức về giáo dục quốc phòng an ninh và những cái thực hành những cái kỹ năng quân sự. Thì trong những cái thời gian học ở trên giảng đường thì giúp cho chúng em ôm lại những kỹ năng về giúp em ôm lại những truyền thống đánh giặc, giữ nước và giữ nước của các anh hùng dân tộc và tìm hiểu về kỹ thuật quân sự của các anh hùng dân tộc.
Và ngoài ra thì môn học giúp cho chúng em biết được những cái âm mưu của những cái thế lực thù địch, là như là diễn biến hòa bình. Ngoài ra thì môn học còn dạy cho chúng em những cái nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và những cái bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thì ngoài những cái giờ học ở trên giảng đường á, thì em còn có những buổi thực hành ở ngoài thao trường. Thì ngoài thầy á, hướng dẫn cho các em những cái là tập hợp, như là tập hợp đội hình như là tiểu đội, trung đội. Và ngoài ra thì còn có huấn luyện những cái sử dụng những cái vũ khí của bộ binh như là súng tiểu liên AK, và học cách băng bó, sơ cứu vết thương và vận chuyển thương binh. Dạ. Thì em thấy thì môn học này rất là hữu ích cho chúng em trên con đường học tập cũng như là định hướng tương lai sau này. Cùng với đó, tham gia học kỳ quân sự còn rèn luyện cho sinh viên một số kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho các em làm việc theo nguyên tắc kỷ cương, tạo cơ sở cho thế hệ trẻ tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Nhiều sinh viên cho biết, trải qua một tháng học giáo dục quốc phòng và an ninh, giúp các em xây dựng nề nếp, kỷ luật, biết cách chăm sóc sức khỏe và tôi luyện ý chí thép cho bản thân. Và hơn hết là có những trải nghiệm quý giá của tuổi thanh xuân, của quãng đời sinh viên tươi đẹp cùng với bạn bè đồng trang lứa. Từ đó các em có thể hiểu được sức mạnh của tinh thần đoàn kết, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trưởng thành trong môi trường tập thể. Thì trong quá trình học môn giáo dục quốc phòng thì tính kỷ luật và tổ chức luôn được thầy cô quan tâm và không ngừng rèn luyện. Thì trong đó là tính kỷ luật về giờ giấc, về những quy định nơi thao trường, những quy định nơi giảng đường, đặc biệt là những quy định về sử dụng vũ khí. Bài học thứ hai của em là về tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập. Chúng em được tổ chức và phân chia thành cấp tiểu đội và trung đội. Thì trong quá trình học tập đó thì chúng em luôn được thầy cô bám sát, quan tâm, sửa chữa những cái động tác mà chúng em chưa hoàn thiện để hoàn thiện tốt nhất. Tiếp theo đó là bài học về tinh thần vượt khó. Thì trong quá trình học môn giáo dục quốc phòng này thì có nhiều kiến thức và nhiều kỹ thuật quân sự mới mẻ, yêu cầu là phải vận động cao, nên chúng em cần phải rèn luyện tích cực và vượt qua những khó khăn đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia học kỳ quân sự, ngoại trừ được trui rèn về tính độc lập và sự mạnh mẽ, sinh viên còn từng bước thấm nhuần lý tưởng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước, thấu hiểu được những khó khăn gian khổ mà các thế hệ trước đã trải qua, tiếp thêm động lực và niềm tin để các em tự tin thực hiện ước mơ lý tưởng của mình trên con đường trưởng thành, hung đúc thêm tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc. Bên cạnh đó, học kỳ quân sự cũng góp phần đào tạo và huấn luyện cho sinh viên những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với gia đình và xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh, một nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, một đất nước hòa bình dân chủ. Thì trong giai đoạn đầu tiên khi mà em học tham gia học môn giáo dục quốc phòng á, thì em cảm thấy rất là lo lắng vì lần đầu tiên được tham gia học tập và sinh hoạt đặc thù của môn á. Nhưng khi trong quá trình học tập dài lâu á, thì em cảm thấy môn học này rất có ý nghĩa đối với chúng em. Góp phần trong tim em thì lòng yêu quê hương đất nước nè, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Không chỉ thế, không chỉ học được những kiến thức cơ bản, môn học còn giúp em rèn luyện được tác phong nghiêm túc nè, sống có ích cho bản thân nè, rồi gia đình và xã hội. Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được luật hóa, có vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo chủ trương, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Trà Vinh có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu. Trong đó, tỉnh chú trọng đến công tác quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên, góp phần hình thành nên thế hệ trẻ đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực gánh vác sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Đồng thời, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương ở các cấp, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chuyên đề quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.